Hello tất cả các bạn, xin giới thiệu với các bạn, mình là Ni. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một động tác mới, đó là động tác bước xoay. Mình có Lâm hỗ trợ cho mình trong vai trò là học viên. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên, ở động tác bước xoay tại chỗ, chúng ta giữ tư thế chuẩn bị, sau đó bước chân phải sang trái, giữ mũi chân thẳng về phía trước, lưng thẳng, lấy tay và nửa thân trên làm đà, xoay nhẹ. Sau đó rút chân phải về vị trí ban đầu. Một lần nữa nha. Đầu tiên, bước chân phải sang trái, lấy đà ở nửa thân trên và tay, xoay nhẹ, rút chân phải về vị trí ban đầu. Làm ổn không Lâm? Ok. Ok. Rồi, bây giờ mình làm ngược lại thử nha. Bước chân trái sang phải, hướng mũi chân về phía trước, thân trên thẳng, tay nửa thân trên làm đà, xoay. Ok, bước chân trái về vị trí ban đầu. Một lần nữa. 2 3 1 xoay, bước lên. Cô ơi, cho em hỏi là nếu như mà cơ thể mình hơi loạn choạng thì sao ạ? Có một tip để giúp các bạn hạn chế loạn choạng là mình phải giữ lưng thẳng ha. Mình hạn chế nghiêng người hoặc là bị gù lưng ha. Như thế này, lưng thẳng nè, cổ thẳng, mắt nhìn thẳng, sau đó xoay. Thì mình sẽ đứng vững được. Nếu như các bạn chưa quen á thì mình xoay chậm thôi. Khi mà mình quen rồi á thì mình hãy lấy đà mình xoay nhanh hơn. Đây, đầu tiên nè, chậm nè. Nhanh hơn xíu nha. 2 3 đã làm được chưa? Với động tác thứ hai, nâng cao hơn của động tác bước xoay, đó là bước xoay di chuyển. Ok, bước xoay di chuyển là như thế nào? Đầu tiên, bước chân trái sang trái 90 độ. Sau đó, bước chân phải lật người về phía sau, ổn định giữ thăng bằng. Tiếp theo, lật người về phía trước và rút chân về ở vị trí chuẩn bị. Ngược lại nha. Chân phải sang phải 45 độ, lật người về phía sau, quay lại, trả chân về vị trí ban đầu. Nhanh hơn một chút xíu nữa. 5, 6, 7, 8, bước 1, 2, 3, trả 4 lần nữa. 5, 6, 7, trả 8. Ok, có một lưu ý để mình xoay đẹp hơn thì khi mà mình bước chân về hướng nào thì người mình cũng sẽ quay về hướng đó. Như thế này ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đây mình sẽ thử kết hợp hai động tác đó lại với nhau xem như thế nào nha. Đầu tiên là động tác bước xoay nè. Bước chân 1, 2, 3, trả 4 ngược lại. 5, 6, 7, 8. Bước tiếp luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhanh hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và sau đây mình thử ghép với nhạc nha. Let's go. Trước đó mình đã học động tác bước xoay, thì hôm nay Lâm sẽ dạy cho mình động tác rất là mới và có thể áp dụng được trong rất là nhiều bài tập tiếp theo của mình sau này, đó là động tác bước lướt. Ok, mình bắt đầu vào bài nào. Thì chân của mình ở vị trí chuẩn bị, bước nhẹ chân phải trọng bằng vai, rồi mình chung nhẹ chân phải xuống, hạ trọng tâm, hông phải đưa về hướng bên phải, người nghiêng về phía bên trái. Rồi mình sẽ kéo nhẹ chân trái của mình về phía chân phải. Tuy nhiên mình không đè mạnh xuống sàn, mình chỉ làm nhẹ nhàng thôi. Ok chưa? Và chân trái của mình ngược lại, bước rộng bằng vai, hạ nhẹ chân trái xuống, đưa hông sang trái, người hướng về bên phải và kéo nhẹ chân phải về phía chân trái. Ok, bắt đầu mình làm lại thêm một lần nữa nha. Bước chân phải, hạ trọng tâm, thẳng người, nghiêng, kéo nhẹ về.
Ok, chân trái bước hạ trọng tâm, nghiêng người kéo nhẹ về. Ok, chưa, rất là đơn giản đúng không ạ? Thì giờ mình sẽ bắt đầu đếm nhịp cho động tác này nha. Ok, 1, 2, 3 and 4 tiếp, 5, 6, 7 and 8. Ồ, rất là đơn giản đúng không? Nhanh hơn một chút nha, thử coi các bạn có làm được không? 5, 6, 7 đi, 1, 2, 3 and 4 tiếp, 5, 6, 7 and 8. Ok, có ổn mà. Ok, rất là dễ ha mọi người, học viên của mình làm được, chắc chắn các bạn sẽ làm được luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ biến tấu thêm, nâng cao hơn ở động tác bước lúc này. Thì mình sẽ bước về các góc xéo của mình. Ok không? Thì bây giờ mình sẽ bước 90 độ xéo về phía sau bên phải. 5, 6, 7, bước nè, xong kéo. Ok, rồi 90 độ xéo về phía bên trái. Bước 1, 2, 3, 4. Và xéo 90 độ về phía trên bên phải. 1, 2, 3, 4. Nhớ nghiêng người nha. Rồi xéo 90 độ về phía bên trái. 1, 2, 3, and 4. Ok, bắt đầu lại các góc xéo nào. 5, 6, 7 đi nè. 1, 2, 3, and 4. 5, 6, 7 lên trên. 1, 2, 3, and 4. 5, 6, 7, 8. Ok chưa? Ngoài bước xéo như thế này thì mình còn bước ngang, bước lên. Ok, thì mình cùng thử nha. 5, 6, 7 sang phải nè. 1, 2, 3, and 4 lên trên. 1, 2, 3, and 4 sang phải nè. 1, 2, 3, and 4 về sau. 1, 2, 3, and 4. Là mình, các bạn hình dung ra được cái gì không ạ? Là mình đang đi lướt theo hình vuông. Ok chưa? Lướt ngang và lướt thẳng về phía trước. Ok, mình cùng làm lại động tác lướt ngang và lướt thẳng nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, and 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ok không? Rất là đơn giản nha. Thì bây giờ mình sẽ kết hợp những cái động tác cơ bản hồi nãy với nhau. Ok chưa? Chuẩn bị. 5, 6, 7, lướt nè. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, xéo. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ok không? Như vậy thôi là mình đã làm xong cái động tác bước lướt rồi. Và bây giờ mình sẽ ghép nhạc nhé. Đây, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comment cho mình biết và nhớ để lại một subscribe nha. Hẹn gặp các bạn ở các clip tiếp theo.